thanh niên lừa gái vào nhà nghỉ và cái kết. Mà đây gì? Đây kiểu cứ vào đây đi anh bạn, không làm gì em đâu. Cứ vào đây thôi. Cứ vào đây không sao, trời mưa thì đi đâu được cơ. Đi vào đây ngồi. Ngồi anh không làm gì em đâu, em cứ yên tâm là như vậy. Đi vào đây. Nên gì? Sao đâu mà anh mới nắm được, anh không làm gì em đâu. Không. Sao? Em không. Hả? Tôi hứa anh không làm gì em cả. Không hứa gì cả. Sao đâu mà hả? Đi. Không. Đi vào, đi vào, đi nằm tạm chú, anh không thể thể không làm gì đâu. Hả? Đi. Không, anh một người thật đấy. Vừa mới quen nhau anh đã đưa vào nhà nghỉ rồi. Nhà nghỉ thì bây giờ trời mưa. Trời mưa thì em hỏi trời mưa thì kia thì anh em mình đi đâu được nữa. Thì chẳng vào đây. Vậy anh không làm gì em cứ làm xuống. Không, em không làm. Không làm, làm xuống kia anh không làm gì đâu. Không. Thôi anh mình làm tâm sự thôi. Ngồi tâm sự thôi. Không. Đi một tí thôi. Không. Anh bỏ em ra đi. Không làm gì đâu, anh em cứ làm xuống đấy, anh không thể không làm gì luôn. Không làm mà không làm. Em cứ nằm đây, nằm trời mưa đi đâu được đâu. Thì anh chở đâu vào đây. Thì không đi đâu thì em cũng không làm. Em cứ nghe anh đi. Không. Nhá. Anh mình nằm một tí thôi. Không, không làm đâu. Thì em đi vào đây rồi, em đứng đây à. Đứng đâu. Thôi. Anh trai nha. Làm sao? Em cứ làm đây, anh không bảo thề anh không làm gì được cả mà. Không làm gì. Anh thề anh hứa anh đảm bảo luôn. Hả? Hả? Nào em cứ ngồi đây thôi, ngồi đây nằm đây một tí thôi. Anh nhìn tâm sự anh thề anh không động người em. Anh bỏ ra, anh không động người em, anh đứng xa ra. Bây giờ anh làm thế nào? Bây giờ mình vào đây rồi em cứ làm đây đi, làm sao đâu. Không. Hả? Vào đây gọi trú mưa thôi anh. Em không xuống đây, mày đấy. Không. Đi xuống đây chẳng này thôi. Anh mà còn dám co nữa, em hét người ta lên đấy. Anh làm gì đâu, anh bảo rồi. Bây giờ trời mưa anh thì không đi đâu được cả. Cứ vào đây ngồi ngoằn tâm sự với nhau thôi. Một tí thôi. Không tí thôi. Anh thề không làm gì luôn. Không. Thế anh không động gì em. Tôi không động thì anh đứng xa ra. Đi. Không. Thì đi đâu được, bây giờ trời mưa rồi. Thì chẳng vào đây, em cứ nằm đây nghỉ đi. Trong chiều anh mình tối mình lại về. Thôi. Tối mình về. Đi. Bây giờ vào đây rồi em lại cứ kiểu thế này. Kiểu thế nào? Anh tự dưng đưa em vào đây ấy. Anh, bây giờ khi trời mưa thì nằm đi thế nào? Bây giờ trời mưa thì anh cũng không áo mưa. Mà tiện đây thì anh mình rẽ vào đây thôi. Không. Nhá. Thề. Không tiện thế đâu. Đi cứ nghĩ anh. Không nghe. Đi vào đây. Không. Một tí anh thôi. Thề một tí thôi. Không. Anh không làm gì không anh một cửa anh không làm gì, anh không động vào người em luôn. Anh đi, em cứ làm mình với anh. Anh cứ làm đi em được. Anh làm tâm sự với nhau. Không, anh cứ làm đi đấy được. Làm ai làm một mình giờ. Không em vào đây rồi muốn làm sao đây đâu. Vào đây rồi thì vào đây rồi. Tí thôi nhé. Tí một tẹo thôi, không thể không. Anh đừng có dụ dỗ. Dụ dỗ anh làm gì đâu. Anh yêu em lắm. Đi. Không yêu đương kiểu đấy. Vừa mới quen một tuần mà sắp vào nhà nghỉ. Không. Anh mà còn động một người em nữa là em chạy mưa về. Sao được với em. Cố gắng. Bây giờ em vào đây em cũng đứng này chứ. Anh không yên tâm anh lắm, em vào đây anh tâm sự. Tâm sự nhẹ nhàng thôi, không làm gì giống anh, không động chạm từ người em cả. Đi nhá. Em cũng không muốn mà anh. Em không chịu, đi. Đi nhá. Đi vào đây. Anh tâm sự một tí thôi. Làm làm giường với anh một tí. Không, em chỉ ngồi đây thôi. Chú em ngồi đây ngồi. Nhưng mà nằm lên đây cơ. Không. Nào giờ hơi mà ngồi đây à. Ra. Anh có muốn em hết này không? Đi. Nào. Đi. Em cứ làm xuống đây anh. Không thể. Không, em không làm. Hết cái gì? Anh cứ làm gì đâu mà hết. Em không mệt. Thôi, anh làm. Anh mệt anh nằm đi. Đã phải nghỉ rồi thôi. Còn thế nữa. Anh. Trời ơi. Đi anh nằm tâm sự với nhau thôi.
Anh thề không làm gì luôn. Anh hay là... Ý. Thế thôi, em về đây. Hơi. Em.